Thưa quý vị và các bạn, trong sáng chủ nhật, chúng tôi mời quý vị đến với một sự kiện văn hóa dù không quá nổi bật nhưng không thể không nói và chúng ta không thể nói rằng đó là vô vị. Đó là tuần phim khai mạc chào mừng liên hoan phim lần thứ 20 đang diễn ra ở Hà Nội. Vâng, và tuần phim đem đến cho khán giả 29 bộ phim truyện trong chương trình phim dự thi với những màu sắc tươi mới, sinh động, những câu chuyện xúc động, những phong cách thể hiện nhẹ nhàng, đa chiều, dữ dội. Có thể là kể đến các tác phẩm nổi bật như là Cha cõng con, Cô ba Sài Gòn, Đảo của dân ngụ cư, Sài Gòn anh yêu em. Người ta nhắc đến những bộ phim với doanh thu phòng vé đột phá, những bộ phim trở thành hiện tượng của năm vừa qua. Tuy nhiên, liệu đây có đúng là một kỳ liên hoan phim đáng mong đợi, thể hiện bản sắc của phim Việt hay không? Thì cũng không có ai dám chắc khi mà từ lâu điện ảnh Việt vẫn được gắn với mác là những bộ phim mì ăn liền. Nó đẹp và hoành tráng, và hấp dẫn, hay và hài hước. Đó là những nhận xét cho bộ phim Sài Gòn anh yêu em của đạo diễn Lý Minh Thắng. Bộ phim được chọn chiếu mở màn cho tuần phim chào mừng liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Phim hài hước, tính giải trí cao, khán giả hài lòng. Đó là điều không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, giá trị của điện ảnh hẳn không chỉ dừng lại ở mục đích giải trí. Những cái mà các nhà sản xuất hướng tới là gì? Là hoặc là hành động, bắn giết, đuổi bắt, rồi bạo lực. Đó. Hai là cái hài thì đây nó như mà tôi hay gọi là hài nhảm đấy, hài bày trò chứ không phải hài tình huống. Đó, thành ra nó là bề mặt lắm, bề mặt và lợi dụng tên tuổi các cái diễn viên nổi tiếng ăn khách, đặc biệt là ăn khách trên sân khấu. 16 tác phẩm dự thi liên hoan phim năm nay nhưng tuyệt nhiên không có một đại diện nhà nước nào. Trong cái liên hoan phim năm nay thì chúng ta cũng có cái chiếu 20 bộ phim mà đoạt giải cao trong các kỳ liên hoan phim. Thế thì 20 bộ phim đoạt giải cao này nhìn lại để thấy là những cái bộ phim của nhà nước đặt hàng và cái sắc màu có thể thấy đậm đà nhất, rõ nhất thì đây là những cái bộ phim có đề tài chiến tranh cách mạng. Trong đó thì tất nhiên là ngợi ca, tức là những cái hình ảnh của người, từ người chiến sĩ cách mạng cho đến những cái người dân Việt Nam, những người phụ nữ, tức là anh hùng. Được đánh giá là có nhiều cởi mở hơn trước, song đây cũng có lẽ là một bước ngoặt lớn đối với liên hoan phim, bởi lần đầu tiên sân chơi lớn của điện ảnh lại vắng bóng phim nhà nước. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ trong suốt 2 năm qua, quy định về phim đặt hàng vẫn chưa hoàn tất và không có bộ phim nào được ra đời theo diện nhà nước đặt hàng, trong khi các hãng phim nhà nước đều đã được cổ phần hóa. Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 24 đến 28 tháng 11. Với khẩu hiệu là xây dựng nền công nghiệp điện ảnh hiện đại và nhân văn, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 là sự kiện văn hóa quốc gia nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thông qua các tác phẩm điện ảnh của Việt Nam. Nhắc đến liên hoan phim thì không thể không nhắc đến các nhà làm phim và các đạo diễn. Nói không quá thì họ sẽ là những nhân tố sống còn tạo nên các tác phẩm và chính là cây cầu nối đưa điện ảnh Việt vươn tầm quốc tế. Và chúng tôi muốn mời quý vị cùng theo dõi lại câu chuyện của bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng. Cha cõng con chính là bộ phim bất ngờ được chọn dự giải Oscar 2018 danh giá. Cha cõng con là một trong hai bộ phim được xem là điểm sáng của tuần phim chào mừng liên hoan phim lần thứ 20 của Việt Nam đang được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Kịch bản phim từng khiến nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood là Peter Alexandra rơi nước mắt và quyết định biên tập miễn phí cho Lương Đình Dũng. Đó là một cái thông điệp rất là nhân văn, tôi cũng cảm nhận được và tôi rất thích bộ phim này bởi vì nó sâu sắc, nó không hời hợt như những các bộ phim khác. Mà tôi vì thế cho nên đây là lần thứ 2 tôi đi xem bộ phim này nhưng mà tôi vẫn rất là cảm động. Rất là sâu lắng, chạm tới trái tim của một người con và những khán giả trẻ như em thì đôi khi cảm thấy hơi vô tâm với bố mẹ của mình một chút. Giới chuyên môn nhận định việc Cha cõng con được chọn dự Oscar 2018 là một bất ngờ. Bởi lẽ, tác phẩm của Lương Đình Dũng từng chỉ được trao bằng khen tại giải Cánh Diều Vàng 2017 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Thời điểm đó, ngay tại đêm trao giải, đạo diễn Lương Đình Dũng lập tức trả lại bằng khen cho ban tổ chức vì cho rằng đứa con tinh thần của anh xứng đáng nhận được phần thưởng xứng đáng hơn. Sau đó, Cha cõng con đã có nhiều chuyến xuất ngoại và từ đây bộ phim để lại nhiều dấu ấn trên đấu trường quốc tế. Phim Cha cõng con thì như tôi đã nói rất nhiều lần,
đó là một cái khát vọng của tôi. Thực ra tôi mong muốn được, bởi vì tôi là người làm phim, tôi thể hiện cái ngôn ngữ điện ảnh của mình được làm sao cho cái bộ phim đến tất cả mọi người và làm cho mong muốn xã hội được chia sẻ và mỗi một ngày chúng ta đóng góp cho nó tốt đẹp hơn. Đó là cái khát vọng. Nhưng cái khát vọng nữa của tôi là tôi muốn điện ảnh được chiếu trên khắp nơi và tất cả các trẻ em cũng như khán giả được cảm thụ cái nghệ thuật đó trên cái màn ảnh rộng. Trà Cộng Con từng tạo được dấu ấn mạnh mẽ tại các liên hoan phim quốc tế lớn. Năm nay, mọi hy vọng của phim Việt đang được đặt lên Trà Cộng Con và công chúng thêm một lần nữa được hy vọng dù biết giấc mơ Oscar vẫn còn xa.